Tại sao vào lễ phục sinh người ta lại trang trí quả trứng? Ngoài việc trứng tượng trưng cho sự tái sinh, hy vọng và tình yêu phù hợp với ý nghĩa của dịp mừng lễ Chúa sống lại, thì vào thời Trung Cổ người ta kiêng ăn trứng trong khoảng 40 ngày mùa chay và chỉ bắt đầu ăn lại khi đến lễ phục sinh. Những quả trứng được thu hoạch trong thời gian này sẽ không được ăn mà sẽ được nhuộm hoặc là tô vẽ những màu sắc tươi sáng như là những món quà ý nghĩa đối với lễ phục sinh vậy đó. Đây là hai quả trứng mà Ri và Jono vẽ nè. Các bạn thích style nào hơn?